Nam là nơi ta sinh ra, miền đất sống bằng tình người và ít nhất là chơi cha. Người dân đa số hòa đồng, ai cũng biết nhân nhượng. Như một khi tức nước vỡ bờ, cỡ nào cũng xúc như thường. Dù còn phải ngồi bất dậy, nhưng sống có nhẹ khí khi ai chạy cùng chuyện là lúc xuống biểu. Mày coi được, mày đập hết bàn của cha đi con. Xong rồi mình dẹp tiệm mình nghỉ luôn con. Dạ đâu có đâu, con đang dọn dẹp mà. Mày dọn dẹp kiểu gì, từ hôm qua giờ mày đập hai cái bàn của cha rồi. Đâu có, đang lao. Nè, mời khách đi. Dạ. Uê, Âu Tiểu không? Nikolai, vô đây Âu Tiểu mày. Lũ đạn đi đâu đó. Tao dặn bao nhiêu lần rồi. Không phải lũ. Cái chợ này là cái chợ văn hóa, người ta đang phấn đấu lên văn hóa, cấm chửi thề mà mày cứ chửi thề hoài. Cái thằng lũ, cái mặt lũ đạn, cái thằng đạn. Xin lỗi. Xin lỗi, mày đánh luôn hả? Tao lộn. Trời. Bán hủ tiếu chú ơi. Thiệt chú tình. Chú ơi, cho con tô hủ tiếu nha. Qua mời khách kìa. Lũ đạn ăn cái gì? Tao nói rồi mà cũng vậy hả? Mày không chửi thề bộ mày chết hả? Mày nói lại đàng hoàng coi. Xin lỗi bé gái nha. Gõ một cái muốn nứt xương trời. Tao chưa gõ tét đầu mày là hên à. Vậy dạ. Ăn gì chị? Gì cũng được. Dạ. Cha hủ tiếu xương. Rồi. Anh xương ăn cũng được, mới làm găng. Vậy chị ăn gì? Cái gì cũng được. Cha hủ tiếu bồ viên. Anh bồ viên ăn được. Dì ứng. Dạ. Vậy chị ăn gì? Dạ cái gì cũng được. Dạ hủ tiếu không. Anh hủ tiếu không sao ăn? Vậy chị ăn gì? Dạ cái gì cũng được. Ngồi vẽ nè ăn đi. Gì vậy ông nội? Chứ bây giờ vô đây hỏi ăn cái gì, nó ăn cái gì cũng được, kêu không chịu. Trời trời bây giờ. Trời ơi trời. Bây giờ mày hành hung luôn cả khách vậy đó hả Vàng? Cha thấy cái nết con nhỏ đó không? Lụ đạn đó hả? Mày... Trời ơi. Anh ơi. Một hàng ngang thành lập. Nghỉ à, nghiêm lập. Tống phạt mỗi người 15.000. Ủa anh ơi, tôi làm gì mà tôi đóng phạt anh? Đây là xóm chợ văn hóa. Tôi, nhiệm vụ của tôi là giữ an ninh trật tự. Ai la làng, cãi lộn, chửi thề, đóng 15.000. Tôi chửi thề hồi nào? Ai chửi? Nó. Bước qua đây, cậu đóng 30.000. Cái gì vậy? Có mình tôi chửi mà. Ông đứng nghe chửi. Ủa đứng nghe chửi bị đóng rồi hả? Bảo vệ kỳ cục trời. Ông làm gì ở đây? Tôi bán hủ tiếu. Xe gì? Xe hủ tiếu. Chứ kiểm tra cà vẹt xe và bằng lái xe. Trời đất ơi. Cha ơi cha, con bán hủ tiếu chứ con không có đua xe. Cha ơi, kiểm tra cà vẹt bằng lái con chi? Chị cho coi bằng vi tính. Trời ơi. Ông bị điên hả? Bằng anh văn tu ít. Để tao chửi thề được không? Nè, tôi nói cho ông biết, cãi hoài đi. Ông bán hủ tiếu mà không biết lương thiện. Tụ năm, tụ bảy đua xe hủ tiếu. Trời ơi. Ông nghĩ sao mà tôi đua xe hủ tiếu được? Cái bô trước nè. Một cái kèn nữa. Đủ để văng con ra ngoài chưa? Tao cạn lời rồi đó. Đóng phạt đi. Bây giờ đóng bao nhiêu? Cậu 15, ổng 15, cái xe này 30, giảm 50% còn 1 triệu. Ông học lớp mấy vậy ông bảo vệ? Để con. Lũ đạn bây giờ bao nhiêu? Muốn cho nhưng cho. Bây giờ còn 50 lấy không? Lấy. Nè. Đứa nào đổ xe hủ tiếu tôi lên 3 nòng vậy? Con đổ. Mày đổ làm chi? Đổ như vậy nó mới chết, cha mới lấy số được mấy xe hủ tiếu kìa. Lấy số trời đất ơi. Nè. Tao quýnh mày bộ mày vui hả mày cười? Không phải. Cười cha bảo vệ ngu. Móc túi đóng tiền phạt. Mà chả không biết. Móc túi chả. Chấn động lòng trai. Mày nói 5 điều 3 chuyện mày móc túi không rồi đó hả? Vỗ đứt cái bẹp là móc lượt liền à. Tao dạy mày cả tuần nay mày không nghe tao mà tại sao mày đi móc túi nữa vậy? Tao nói với mày như thế nào? Hồi đó mày ở trong chợ mày đi móc túi, mày đi giật đồ cỡ gì cũng được hết. Bây giờ mày về đây là mày bỏ tiệt cái nghề này cho tao. Tại sao mày không nghe tao? Mày không nghe thì mày đi luôn đi, mày đừng có về đây nữa. Ê. Tao
Tao nói mày đi thiệt hả? Trả cho ông 50. Mày điên à, mày điên à. Mày trả cho ông để ông nhốt mày luôn hả? Mắc gì nhốt? Đưa đây cho tao. Mốt ông ăn hủ tiếu tao trừ. Đưa đây. Tao bắt đầu tao cảm thấy hối hận khi tuần trước tao nhận mày về làm con nuôi rồi nghe. Ôi mà. Tuần trước á, tao đi chợ tao bị người ta giật cái vỏ xương heo. Mày nhào ra mày giật cái vỏ xương mày đưa lại cho tao. Tao nhìn thấy trong mắt mày á còn có tình người. Ui da. Tao nhận mày về làm con tao tính cảm quá. Lại mày mà một tuần nay hình như mày là cục đá tao đẻ hoài nó không được hay sao. Ủa, nói vậy là cha sai lầm là đúng rồi. Hồi xưa con cũng định me giật cái vỏ của cha mà. Cha. Sao vậy? Cõi lòng tao chấn động á. Con nói chơi. Trời ơi, ngồi đi. Con nói chơi. Đâu phải con me con giật đâu. Biết sao không? Ngồi xuống đây. Con thấy cha bán ở đây có một mình đơn chiếc à. Mà anh em giang hồ nào cha cũng đối xử đẹp hết trơn á. Cho nên là con quyết định giật lại cái vỏ của tụi nó, trả lại cho cha. Thiệt không? Thiệt. Thì tao cũng thấy mày như vậy, tao muốn cảm quá mày. Chứ không thôi để mày trong cái chợ đó, mày đi giao du với mấy cái đứa đó vài năm nữa tao không biết mày ra cái gì á. Bây giờ bỏ luôn cái thói đó cho tao nghe. Trời ơi. Đại ca ơi, tụi em qua mua hủ tiếu ăn về nha. Mua hủ tiếu kìa. Ra mời khách. Biết trầu gì. La hoài. Tiệt tình. Dạ thưa mấy. Rượu đạn tụi nó. Mày chửi thề hoài. Không phải. Cái tụi mày giật vỏ của cha đó. Nó quay lại đang hủ tiếu kìa. Trời ơi, lũ đạn mà. Ê, cái gì vậy? Tụi nó quay lại đây làm chi vậy? Thằng. Không có cho nó thấy cái mặt mày nghe chưa? Lần trước mày giật cái vỏ của nó thấy là mày chết. Dạ. Ra. Đây. Ra tiếp đi. Ê, bán tô hủ tiếu em về coi. Dạ, hai anh ăn gì? Cho tô hủ tiếu xương không lấy giò. Còn tô hủ tiếu giò không lấy xương. Chưa. Tô hủ tiếu xương không lấy giò, lấy hành ngò, không lấy hành phi. Cái tô lấy giò không lấy xương, lấy hành phi không lấy hành ngò. Tô hủ tiếu xương lấy giò không ăn hành ngò, lấy hành phi. Ăn ớt sắc không ăn ớt xay. Cái tô lấy giò không lấy xương, lấy hành phi không lấy hành ngò, lấy ớt xay không lấy ớt sắc. Tô hủ tiếu xương không ăn giò, lấy hành ngò, không lấy hành phi, ăn ớt sắc không ăn ớt xay, ăn giá trụng không ăn giá sống. Làm đi. Lũ đạn. Ê, gì không? Tỉ đấy. Không. Từ để giải quyết mày. Đi vô. Con nó kêu vậy kìa. Để biết vậy mày cũng cầm ram tụi nó. À, không sao đâu, hai vị đại hiệp. Tôi làm xong hết rồi ha. Tô hủ tiếu lấy xương không lấy giò, bỏ hành ngọn, bỏ hành phi, bỏ ớt xay, bỏ ớt sắc, ăn giá trụng không ăn giá sống. Cái tô lấy giò không lấy xương, bỏ hành phi không bỏ hành ngọn, ăn ớt xay chứ không ăn ớt sắc, bỏ nước mắm chứ không bỏ nước tương. Wow, xuất sắc. Dạ, sai đối tượng rồi. Tô đó là phải bên đây, còn tô bên đây là của nó. Thì tôi đổi qua. Vậy đi. Vậy được đó kìa. Nè, tô bên đó là của mày đó. Thiệp đứng lại hai chó. Mày giữ ai chó à? Mày lấy hủ tiếu không trả tiền hả? Không. Ông bán sai mất mớ thì phải trả tiền. Đúng rồi, tôi sai. Không có lấy tiền hai tô này tặng hai đại hiệp. Không biết điều đó. Dạ, không có tặng hết. Trả tiền ra đây mày. Tao hỏi mày. Ôi. Cái thằng giật cái vỏ đại ca mình tuần trước kìa. Chết mày rồi. Chị 13 đã tìm ra đối tượng. Tụi bay, bao đi, bố mày. Chạy hả? Mày đạp nát mặt tao đi. Mấy cô mấy cậu ơi, cho tôi nói như vậy. Nếu mà mấy cô mấy cậu tới mà vì cái chuyện con tôi tuần trước nó lỡ giật số giật máu, tôi kêu nó xin lỗi mấy cô mấy cậu rồi mấy cô mấy cậu bỏ qua nghe. Lỗi là con không làm, thằng con phải chịu. Qua đây xin lỗi mày. Mày qua mày xin lỗi ông đi. Nhưng mà tụi nó. Mày có muốn ở đây với cha nữa không? Mày đi qua bên đó mày xin lỗi nó đi. Xin lỗi. Đây đây. Mày xin lỗi. Mày làm cái gì vậy? Hù á. Mày hù mày giải cho mặt tao. Mày xin lỗi vậy đó hả mày? Xin lỗi là phải có thành tâm. Quỳ xuống xin lỗi từng đứa một. Mày có muốn ở với cha nữa không? Xin lỗi. Quỳ xuống. Em xin lỗi.
Em xin lỗi. Em xin lỗi. Rồi. Thôi không sao ha mấy cô mấy cậu. Con tôi nó dạy, nó xin lỗi rồi, nó quỳ, nó xin lỗi rồi. Thôi mấy cô mấy cậu là đại hiệp mà, mấy cô mấy cậu rộng lượng bỏ qua cho cha con tôi nha. Bán hủ tiếu ở đây em có xin phép chưa? Có, tôi xin phép ban quản lý chợ đàng hoàng. Chưa xin tụi tôi. Gì đây cả? Tụi mày chịu binh trong miệng tao luôn. Đi qua bên này. Dạ. Gì đâu mà chưa mở miệng là nó sống vô à. Ông già, tôi hỏi ông có biết ai nắm giữ cái địa bàn này không? Biết. Ai? Ban quản lý chợ. Ai nắm giữ cái địa bàn này tụi bay? Ban quản lý chợ. Con này mấy cha. Trời lóc cóc len ken có mấy cậu mà cũng đòi quản lý chợ cái khu này nữa hả? Trời. Tôi mà lóc cóc len ken kìa. Lấy hàng lạnh xả nó. Dạ. Yeah. Ê, đủ rồi nghe. Bây giờ mấy cô mấy cậu muốn cái gì? Lấy hàng lạnh xả không? Hàng lạnh xả tụi tôi hả? Đừng có dồn tụi tôi tới đường cùng nha. Tụi tôi nhịn nãy giờ đủ rồi nha. Bây giờ muốn chơi hàng lạnh đúng không? Hàng lạnh cỡ nào? Sáu tấc. Hàng lạnh tôi 1.2m nè. Wow. Còn cái gì chơi nữa? Còn hàng nóng. Hàng nóng mấy nồng? 2 nồng 6 viên. Hàng nóng tôi 3 nồng nè. Wow. Ép tụi tôi đúng không? Con. Dạ. Vô đẩy hàng nóng hàng lạnh ra chứ. Đẩy sát xuống. Trời ơi, nó bưng tới hàng tự chế. Dỡ hàng nóng hàng lạnh ra. Tụi tôi buôn bán đàng hoàng. Mấy cô mấy cậu vô đây ép tụi tôi. Bí thế ba con cha con tụi tôi phải dùng lên. Làm liều. Lỡ như hai bên nào thua cũng phải chui vô cái chỗ này. Là sao? Nó chết rồi, quả thiêu. Còn đứa nào mà nhà xa muốn gặp mặt gia đình thì cũng phải xài tới cái này. Là sao? Đóng gói, ướp lạnh, xuất khẩu về gia đình. Đủ lạnh, đủ nóng chưa? Ồ, nghe cái muốn nóng lạnh luôn ta. Hàng lạnh nè, hàng nóng nè, tụi bay xả nè. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Đừng mà. Mấy con mấy cậu tha cho tôi đi mà. Dạ. Trời ơi. Đừng mà. Đừng mà trời ơi. Tôi xin mấy cô mấy cậu mà. Mày xả tao luôn đi. Xin lỗi đại ca. Đỡ đại ca luôn. Trời ơi. Bây giờ túm lại mấy cô mấy cậu muốn cái gì mấy cô mấy cậu nói đi chứ đừng có ấp ấp mở mở nữa, tôi đau tim lắm. Thu tiền bảo kê. Dạ. Nãy giờ nói quá trời nói chứ để thu tiền bảo kê hả? Đúng vậy. Vậy không nói đại đi để tôi đưa cho có gì đâu à. Chà, sao đưa tiền ta? Kệ nó con, coi như mình mua cái sự yên ổn con hiểu không? Có nhiều tiền nè. Tôi dốc hết tôi đưa cho mấy cô mấy cậu đó. Trả sự bình yên cho tụi tôi đi. Ủa sao tới 3 sắp lận? Con nhiều đưa hết rồi. Mạnh tay dữ không dạ? Đó, bả vậy đi. Ông đưa tiền sớm mà đâu có chuyện. Đi về. Trời đại ca, làm giang hồ có bộ dễ ăn quá hả? Chứ sao? Vậy. Cũng được quá ha. Khoan. Gì? Lấy tiền rồi có lấy giấy tờ không? Giấy tờ gì? Đây nè. Giấy chứng nhận cầm chứng minh nhân dân tên chị 13 giá 50.000 của ai? Ôi mất cái mà. Trời mất cái này là phiền luôn á. Đứa nào đi đâu chơi mà mất thẻ xe mà phải ghi giấy xác nhận có chứng thực của phường tên Trần Ngọc Tiến nè. Thiệt luôn á. Hậu đậu hết sức. Rồi cái vé coi chung kết làng hài mở hội đội xém cười này của ai? Trời. Dù mới móc túi chân thành luôn á. Tôi trả hết luôn rồi đó. Ủa khoan. Cái vấn đề là mấy giấy tờ tôi bay trong bóp rồi tại sao không có? Thì bỏ trong bóp nè. Trong túi mà. Đâu đâu? Ủa? Đâu? Tiền đâu mất hết rồi. Ủa tiền đâu trơn rồi? Tiền đâu vậy? Ông cầm kìa. Ủa sao tiền trong túi thì mày mà ông cầm vậy? Tao móc tôi đưa cho tụi mày đó. Trời. Móc hồi nào? Tôi biết nè. Trời ơi, ông móc từ cái lúc mà ông hỏi câu hàng của tao đủ nóng đủ lạnh chưa đó. Tin không? Không tin làm lại đi chỉ cho coi. Tụi bay tạ. Trời ơi. Xuống tụi dây. Trời ơi. Mày ra tụi ta. Cả kháng trường đừng tập trung về tôi. Cũng đừng tập trung vào ai cả. Hãy hướng về hai ngón tay của ông già.
tôi xin mấy cậu mà. Chuyện là như vậy đó. Đổ tao vậy. Dạ. Ông xin cái gì? Ông ăn cắp tiền của tôi đúng không? Tôi ăn cắp hồi nào tôi có xin đàng hoàng. Xin hồi nào? Cái câu cuối cùng của tôi nắm đóng tiền là tôi xin mấy người mà. Ông xin nhưng mà tôi đâu có cho. Vậy chứ tụi bay vô đây thu tiền bảo kê tao cũng đâu có cho, mà tại sao tụi bay vẫn lấy? Tụi bay là giang hồ. Tụi bay giang hồ cỡ nào? Tôi bước chân vô giang hồ từ năm 19 tuổi đó. 19 tuổi, nay mày nhiêu rồi? Năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi. Một năm lăn lộn trong giới giang hồ, mày biết được bao nhiêu cao thủ? Mày có nghe tới cái tên Tài Mặt Sệ chưa? Là ai vậy đại ca? Ai vậy? Là ai? Tài Mặt Sệ, trùm giang hồ hóc và tó. Mày có nghe tới cái tên Hương Bánh Giò chưa? Ai vậy đại ca? Ai vậy? Hương Bánh Giò, trùm giang hồ cậu lạnh. Rồi A Xìn mày nghe chưa? Ai nói vậy? A Xìn, thánh chửi lộn. Giang hồ tứ trụ còn một người nữa là ai? Quẹo chó điên. Tao chính là quẹo chó điên nè. Trời ơi. Trời ơi chú quẹo. Chú quẹo. Sao người ta nói chú mất tích 20 năm nay, tại sao bây giờ chú lại xuất hiện trong cái chợ hủ tiếu này? Tao mất tích 20 năm nay là tại vì tao đi bán hủ tiếu. Cỡ tụi bay bước chân ra giang hồ là cò con tập tành. Cỡ tao đã từng một thời xưng hùng xưng bá. Tao đã từng một thời lẫy lừng, tranh giành địa bàn với biết bao nhiêu băng đảng. Cũng chính vì cái điều đó, tao đã phạm phải một cái điều sai lầm nhất trong cuộc đời của tao mà không bao giờ tao tha thứ được. Tao nhớ hoài ngày hôm đó. Con ơi đừng bỏ cha. Con ơi, Con chỉ muốn cha bình an. Con câu chuyện của ông cảm động quá à. Từ đây về già tôi không có phạt ông nữa đâu. Mà khúc cuối câu chuyện sao giờ? Cuối cùng á, con tao chui vô cái bếp lò. Ủa, làm sao? Chết rồi, quả thiêu. Tao thì chui vô một cái cá. Rồi sao? Ủa, ướp lạnh luôn hả? Có, ở trong nhà đá 15 năm
cũng lạnh. Ở trong đó tao học được cái trò nấu hủ tiếu nè. Tao mới biết được á, làm giang hồ chẳng có được cái gì hết. Có chăng là sự xa lánh của mọi người. Tao ra khỏi tù tao nấu hủ tiếu tao bán. Cho tới khi tụi bay vô đây tụi bay quậy tao nè. Bây giờ tụi bay muốn cái gì? Cỡ tao mà còn bỏ nghề nè. Giang hồ tập sự tụi bay muốn chơi cỡ nào? Thôi, giờ con không dám gì nữa đâu. Không chơi nữa. Bây giờ cái lò lửa với cục nước đá mày chọn cái nào? Dạ tụi con không dám chọn cái nào đâu. Không chọn, không chọn. Tụi bay không chọn hai món này. Tao chọn cho tụi bay. Cái nồi này nè. Chú Quẹo, chú định trụng nước sôi tụi con hả? Mấy khùng quá. Giờ bốn xác tụi bay chui bằng cái nồi này á. Về đây đi, rỗng truyền ngày hủ tiếu cho bán phụ mỗi ngày với ổng. Tập trung đi. Lo làm người lương thiện, đứa nào muốn nấu hủ tiếu tao truyền nghề cho. Dạ. Dạ. Rồi con sao? Anh hai. Lại đây. Phát. Trời ơi, tôi còn khổ dài dài nè trời ơi. Nước Việt Nam, nước Việt Nam là nơi ta sinh ra. Mình đã sống bằng tình người và ít nhất là chơi cha. Người dân đã sống hài lòng, ai cũng biết nhân nhượng. Như một khi tức nước bỏ bờ, ta nào cũng xúc như thường. Dù con phải thêm bước chạy, nhìn sống có nghệ khí. Khi anh em đồng chuyện là luôn sẵn sàng cho kẻ thù trả viện phí. Chạy địch lại cho mày đi ra đây. Tao trả cho địch cho tao mà buông ra đi. Cho đi được rồi, vô trong đi rồi. Mày à, ăn nhậu hoài suốt ngày chị hai chị chửi mày, lo đi đòi nợ đi. Biết rồi. Sao cái nhà dám bố gì trời. Ê Nam ơi. Cái gì? Có cái này nè, cái bàn thờ nó tươi quá nè. Ê xiết cái bàn thờ về thờ bà chủ luôn đi. Ừ, đi. Đi. Đi ra xiết cái bàn. Mày ra đây. Mày ra đây. Trời đất ơi, mày dắt con ma, mày làm như mày dắt con, mày đi chơi công viên Thỏ Trắng. Ừ, ra đây. Mày bước ra đây. Quỷ à, quỷ, con nít quỷ. Thôi cho em xin lỗi. Không có sao, biết nhận lỗi rồi. Ê, hai biểu ơi. Dạ. Sao ba nhát nó không sợ mà ba kéo cái mặt nạ lên cái hai nó xỉu à. Ba không hiểu tại sao luôn. Ba đừng hiểu, ba hiểu ba nhục luôn. Tao rồi. Cái cha mà chỗ nội mà tới được kìa, trốn đi ba, trốn đi. Trốn. Mày trốn chỗ đó đi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Kêu hai tụi bay vô đây đòi nợ chứ không phải là biểu diễn thời trang mà nằm tạo dáng. Nhà này có ma quỷ. Ma cái chỗ nào mà ma? Mày tao thấy mà chưa thấy con ma nằm ngu như mày luôn á. Không ma cũng sợ chủ nợ. Mày ơi sợ gì? Ra biểu coi. Mày ra đây. Mày ra đây. Hôm nãy tao thấy cái con ma kia mới sợ. Cái mặt mày hề lắm. Không có sợ. Đúng rồi, cái mặt hồi nãy ghê hơn. Bỏ mặt nạ nó, mặt mày hề lắm. Thôi. Giỡn với tụi bay hả? Giỡn cho vui. Cắt lên. Không giỡn nữa. Anh vừa phải thôi nha. Đừng có thấy tôi dễ dãi quá mà anh làm tới. Anh hẹn với tôi một chục lần có rồi ha. Hôm nay là hạn chót. Nếu mà bây giờ anh không tính tiền hết cho tôi thì tôi xiết nha. Ê cục mỡ ơi, bữa nay con làm gì vậy cục mỡ? Dừng chân cô ơi, nghe lời con đây tỏ phân. Vì bởi không tiền nên con giá mà chỉ mong căn nhà không cần phải bán ra. Cô Tư, xin cô qua giùm mà thương con. Mai đây căn nhà bán đi, cha con đành lang thang. Coi như cuộc đời nát tan không còn chi. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sống đồng biệt. Ôi, chuyện gì xảy ra chị? Thôi, đừng có thấy cô mê cải lương hào quảng mà tôi cũng lấy những cái âm nhạc hào quảng đã mê hoặc cô. Nhưng mà tao không nói chuyện với hai tụi bay. Tụi bay không có liên can dính dáng vào cái nợ nần này hết. Nợ nần này là ba của tụi bay. Tao muốn nói chuyện với ba tụi bay. Yeah, không dính dáng gì hết. Ba, qua nói chuyện với cô Tư đi. Mượn tiền ba đứa xài chung mà sao giờ tự nhiên bắt một mình ba lãnh nợ là sao? Cái này là thể theo yêu cầu. Ba chỉ nói là cần gặp một mình ba thôi. Qua nói chuyện đi ba. Qua nói chuyện đi. Ba
Ba không có lời lẽ gì để nói hết á. Qua đang nghỉ đi. Tao kiệm lời lắm, không có lời nói. Con nhắc lời thổi cho ba nói. Qua đi ba. Nhắc cho ba. Nhắc thổi. Dạ. Nhắc thổi cho. Cô Tư ơi, tại vì tôi là cha mà tối ngày ăn chơi liêu lỏng thiếu nợ tùm lum, để giờ đây cô Tư phải siết căng nhà. Mà nhà này đây là nhà thờ phượng ông bà. Nếu biết trước có ngày tôi phải lâm vào con đường tiệt lộ, thì ngày xưa tôi đâu có cờ bạc bê tha. Nay hiểu được lòng ba con xót xa. Từ ngày má con qua đời, nợ xưa tôi đây dạng dữ, hai tiếng nợ dài tôi đây dạng dữ, những khốn khổ thay con nợ lá lai nghịch cảnh trái ngang cho đời dấu bể, dù chưa trả nợ cho Tư nhưng hứa với Tư là tôi chưa giật nợ bao giờ. Con thề bỏ thói ăn chơi có mà đi học tiền lo tương lai. Tư ơi, nợ thì trả ngày một ngày hai, góp lần góp lửa có ngày cũng trả xong. Dạ cô Tư giúp con đi cô Tư. Chỉ có một câu đổ giọng cổ của ông thôi mà tôi hạ hết. Dạ. Chỉ có một câu đổ giọng cổ thôi, mùi như vậy là tôi hạ hết. Vậy càng câu nữa nghe. Thôi càng câu nữa là tôi chết liền. Bây giờ anh nhìn kỹ lại anh coi ha, từ hồi bà Tư bà chết rồi, cái anh ở đây á, anh rượu chè, con nhỏ này thì đánh đề, cái thằng này thì đá gà, nợ nần tùm lum chứ đâu phải riêng mình tôi, phải không? Bây giờ tôi muốn anh á là phải làm lại cuộc đời, phải lo siêng năng làm trả nợ người ta rồi cho mình trả cũng... từ từ nghe Tư. Trả từ từ thì tôi ok. Dạ. Nhưng mà anh tính đi, bây giờ 700 triệu anh trả từ từ thì mỗi tháng anh trả tôi bao nhiêu? Tư cho trả hàng tháng rồi kìa. Bây giờ vậy đi con, 50. Dạ rồi, một tháng cha con tôi trả 150 ngàn. Vậy anh giỡn mặt với tôi đó hả? Trời đất ơi, 700 triệu bọn trả tôi một tháng 150 ngàn. Chịu nổi không? Thôi ấy gì đi, tôi tính gì nè Tư. Nếu Tư thương rồi thương cho trót, Tư giúp đỡ cho tôi một số vốn tôi làm ăn đi. Tôi hứa với Tư á là trong vòng một năm thôi, một năm thôi là tôi sẽ trả hết nợ cho Tư liền. Dạ. Hứa dạ gì? Con hứa. Con đại diện con hứa cho bản thân con là sau này con không có đề đốm nữa, con quyết tâm học nghề để con phụ ba con làm ăn rồi kiếm đường tương lai trả nợ cho Tư. Con cũng hứa luôn. Con hứa con bỏ đá gà bỏ cá độ đó banh, con phụ ba con trả nợ cho Tư. Đúng rồi. Sẵn đây nè, sáu mặt một lời luôn, tôi cũng xin hứa với Tư luôn. Hứa gì? Đó, nên là tôi không còn ăn nhậu nữa. Nên Tư giúp đỡ tôi một số vốn làm ăn nữa, tôi hứa với Tư một năm thôi là tôi sẽ trả lại cho Tư liền. Một năm? Dạ một năm. Bây giờ nói thiệt với tôi đi, trong vòng một năm đó anh làm cái gì mà anh trả hết nợ cho tôi? Tư cho tôi mượn vốn tôi mở tiệm vàng đi.